ném vòng, phi tiêu, vẽ mặt và cả những màn trình diễn ảo thuật. Nếu không có những dòng chữ trên tường, có lẽ không ai nghĩ rằng đây lại là một bữa tiệc trung thu. Nhưng đó lại là cách mà các em nhỏ tại Chicago chào đón một trong hai ngày lễ lớn nhất của người Á Đông này. Đúng ra thì đây không phải là lần đầu, và có thể chừng 15 năm trước đều có, hầu như mỗi một năm, dù thời tiết thế nào thì hội người Việt cũng cố gắng để tổ chức được một đêm trung thu, không ngoài mục đích giúp để cho các em trở về nguồn, nghĩa là giúp cho các em nhớ lại truyền thống Việt Nam, nhớ lại những cái đêm trăng rằm trung thu, hoặc là giới thiệu cho các em một phần nào đó một cái lễ hội mà chúng ta có trong cái truyền thống Việt Nam. Sớm hơn 2 ngày so với Tết Trung Thu truyền thống và được tổ chức vào buổi chiều. Tuy nhiên, với những cô bé cậu bé này, có lẽ đó là điều không quá quan trọng. Ở đây thì ai có thể nói cho chú biết ý nghĩa của Tết Trung Thu được không? Vào dịp này thì người ta thường cùng nhau chào đón trăng lên ạ. Con biết là người ta thường ăn mừng vào dịp này ạ. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, phần lớn các em có mặt tại đây đều là những Việt kiều thế hệ thứ hai, thậm chí là thứ ba. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Tết Trung Thu nhiều khi không được yêu thích bằng lễ Halloween đầy màu sắc, vốn chỉ diễn ra sau đó hơn một tháng. Các em luôn luôn không hiểu Trung Thu là cái gì, nghe cái tiếng mooncake lạ lắm. Thế rồi phải giới thiệu cho các em tại sao chúng ta có bánh Trung Thu, tại sao chúng ta có chị Hằng. Rồi những cái câu chuyện để đưa cho các em về nguồn nào, thấy là những ông nội bà ngoại kể chuyện cho các cháu, từ đó các em có những cái khía cạnh về gia đình. Để hướng các em nhỏ trở về với những giá trị truyền thống của dân tộc luôn không phải là một điều dễ dàng, đặc biệt là đối với những em được giáo dục trong một xã hội phương Tây. Tuy nhiên, với sự chung sức của gia đình và cộng đồng, đó không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Khi mà tôi qua bên này thì tôi thấy hội người Việt tổ chức một cái lễ này rất là tốt để cho các em tập trung và biết được mình giữ cái lễ Trung Thu, rước đèn Trung Thu nó như thế nào. Những sự kiện như thế này không chỉ có ý nghĩa với cộng đồng người Việt nói riêng, nó còn thu hút được sự quan tâm của nhiều sắc dân khác nhau. Ở đây có rất nhiều các em thiếu nhi của các bậc phụ huynh khác, nhiều sắc tộc đưa tới. Ví dụ như chúng ta ngày hôm nay thấy nhiều em Ethiopia, rồi một số cũng Mỹ, Mỹ cũng có đó, một số các em ở Thái Lan, hay là một số các em người Hoa. Và tất cả đã tạo nên một cuộc rước đèn sôi động, đầy màu sắc trên đường phố Chicago. Cho dù mặt trời vẫn còn chưa khuất dạng,